Hôm nay cả nhà Oanh sẽ đi ăn pizza. Hello cả nhà. Hiện tại thì giao điện Oanh đang ở một cái quán pizza. Ở đây là bên ngoài của quán. Ở đây ở chỗ gì? Sophie nó không chịu ngồi yên mà nó chạy lung tung hết à. Hôm nay cả nhà Oanh sẽ ăn pizza. Đang ở một cái tiệm pizza, tính đi qua một cái tiệm quen, nhưng mà ở chỗ đó bây giờ hôm nay thứ hai người ta đóng cửa, cho nên là đi qua một cái tiệm mới. Không biết là cái chỗ này có ngon hay không. Tại sao thì bây giờ bà chạy lung tung, bà không có chịu ngồi một chỗ. Đi là bàn, để đi order the pizza rồi kìa, để đi gọi pizza kìa, thôi em đang mất. Để đi con, bye Sophie, bye. That's hot. Who thinks she would have the duty to leave him alone with his family? Sophie, là Sophie. Pizza ready, you go. Sophie, là Sophie. Come on, Daddy, come here. Come on. Daddy, kêu kìa, chạy lẹ. Nữa. That pizza for take away. Oh. Whoa. Jackie. Henry. And that Jackie, Mama. No, in the ring is Jackie. Is it? I told you. It's good one. I told you. Mom. It's the red one. The pizza. The pizza one. Daddy, wait till you get the pizza. Henry. We'll have pizza. You have some garlic bread now. And how you get the pizza. Yeah, pizza in a minute, yeah. Uh-huh. Yeah. Daddy. I want the pizza. Well, I'm going to move a little bit for your side. Wait, garlic bread to be. Okay, Mummy, you look around, so you got a... You want that one? Yeah. I like that one. It's here. I like that. Where's Daddy's pizza gone? Oh, you grabbed it. How do you like it? That is a big pizza. Pizza. Yes. What? A pizza. I had chili in there. The pepperoni. I told you to talk that. Remember when I first came here, I don't like pizza. Like olives.
like olive. What? I think it's like olive. Cheese. The train chở khách đi về nhà. They stop there. People come in. And they take them home. Train station. A train station. Then they take you going now. And then the people get home. Bây giờ là có thể thấy cả gia đình rồi. Để Henry ngồi đằng sau á. Here is the red room. What? Italian people. On this flight. Some pizza place. This pizza right. The pizza right. Manja manja. I think a lot of people in Vietnam they love pizza now. Ở Việt Nam bây giờ mình thấy có nhiều nhà hàng pizza ghê luôn á. Pizza có đủ loại hết. Các bạn trẻ bây giờ rất là thích ăn pizza luôn. You love pizza? The bird, con chim. Con chim nó lại nó xin ăn á. Nó lại nó xin ăn pizza. Ủa, chút mà. The bird is so hungry, so she come to get something to eat. He wants that one. Can I get that one? Okay. In there. No, that's the thing, no? No. We get some later, huh? We get some later. Cái gì? I love pineapple. Yeah. Like that, mommy. It's a can't drink that. What? I can't drink that. No. Let's see that. You share? You have my pizza. Em đi eat that đi. Em đi mình ngắm nè. Chị đưa ngọt ngắm nè. Cái bài áp hủ á. Bằng cái là bài áp hủ á. So we like pizza right? Ở bên này cộng đồng người Việt cũng hơi lớn cho nên là đồ Việt gì cũng có hết. Bất cứ cái gì cũng thấy cũng có bán à, đồ của Nhật, của Hàn. No. Nói chung mà thấy cái nước này là dạng như là cái nước Úc này là một cái nước mà rất là nhiều cộng đồng trên thế giới. Cho nên là muốn ăn cái món gì cũng có. Đây xin no. No.
Thank you, Henry. Love you. No! Daddy, can I drink, Daddy? Yeah, did Mummy help you or? Yes. Cola? It's okay. No, oh, that's stupid. Just drink like that. Yeah. Daddy, how it tastes? Good boy. Sorry, these got a good flavour. It tastes good? Lemon. Love you too. Ăn xong dinner là cả nhà mình sẽ gì ăn được just ăn cái bánh mà chồng anh làm. No. What name did you just make? Trifle. Trifle? Savvy one. Savvy one, yeah. That's from Mum Book? Yeah. That's really good. She tried everything down, eh? Oh, no. She made a book for school. Right. We were at school. She did fundraising. Like we make money for the school to quick mummy, but she did a she did a you raise money like fundraisers for the school, money for the school, you know. For, okay. When I was at school. Okay. So anyway, she bớt sẵn rồi nha. Nhưng mà con có được bỏ tùm lum đâu. Người ta nói còn bỏ rác tùm lum mới không? Thì tớ gì của người ta lắm biết không? Ok. Được không? No. I'm so full too. It's really fresh. No. That's okay. Can Mummy help you or not? Fine. Bánh mì bơ tỏi. Còn nó lên bánh mì. Bánh mì. Bơ. Có. Tỏi. Tỏi. Apple. Cái cơm. Ăn nó chua chua ngọt. Apple. Gì mới uống xong rồi nữa. Just have one more, please. Please. Cả nhà thông cảm. Tại ở đây họ không có cái ly, cho nên là cả nhà phải share cho một cái bình nước. Nói chung là mọi người đừng có bắt bé nghe. Tại vì cả nhà bên uống chung không à. Ở đây gió lạnh quá. No.
bây giờ, giỏi ghê. The man tell Harry nghĩ là nhiều món ăn. Và từ cái đó thì thành lập cái, mở một cái business cho riêng mình, mở một cái gọi là cái độc lạ cho riêng mình. Giỏi thiệt. Quanh này ba mấy tuổi, 32 tuổi mà cũng chưa làm gì được gì. Còn trước khi học, phải học xong đi làm được 2 năm cái qua bên này. Trong thời gian đi qua thì cũng phải là trời cả năm đi qua học tiếng Anh. Cái qua bên này, qua bên này mình mới làm đám cưới. Học tiếng Anh Việt Nam, trong thời gian này làm đám cưới. Cái trong thời gian đó là tới Tết, thường thường Tết hay gì cho nên là Tết sẽ nghĩ cái đoạn là thôi qua Tết đi rồi làm cái gì đó. Qua Tết cái có bầu, bầu qua bên đây cái lại đi học tiếng Anh, trong thời gian mang bầu, sanh Henry ra, lo chăm cho Henry, cái này có bầu sớm đi. Bây giờ hai đứa chưa làm gì được hết mà hy vọng là trong tương lai sẽ làm được cái gì đó. Nhưng mà anh rất là khâm phục cái các bạn trẻ ở Việt Nam rất là giỏi. Sao con? Ờ đúng rồi, không có được thích. Everywhere clean up. Ủa, trời bãi đẹp lắm chứ ha. Chà, phải chạy lên thật xe luôn. Come on, Chubby. Chubby, come come mama. Mama, I want to eat mama. Where the bird? The butterfly. Ah! Butterfly. Lấy mami ấm thôi con. Henry, mami ấm. Nhà Oanh đang tối xong rồi mọi người, bây giờ là cả nhà sẽ trở về nhà. Cho nên là hẹn mọi người ở video tiếp theo. Mong mọi người sẽ thích cái video này và nhớ đăng ký kênh để có thể theo dõi những cái video tiếp theo. Hẹn mọi người video kế tiếp. Bye bye. Bye bye Henry. Bye. Bye bye. Good boy. Hello cả nhà. Tiếp nối buổi tối thì gia đình của anh sẽ bây giờ là sẽ ăn dessert là tráng miệng á mọi người. Thì bây giờ là có một món dessert rất là đặc biệt là chính tay chồng mình làm. Nhìn thì rất là ngon nhưng mà không biết như thế nào. Đây dessert. Dessert daddy make it. Dessert chồng mình làm. Just can someone watch her? I'm gonna try and get some here. My jelly. I want my jelly.